giải phóng quân về thăm xóm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóng bom bo còn mịt mờ trong khói lửa người bom bo sống dưới. Trung Hậu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chị Việt Hương ngày hôm nay với phần trình diễn của Trung Hậu thì chị đang cảm xúc như thế nào ạ? Hồi nãy con cái tuần trước con hát xong con khóc quá. Tuần này hát xong cười te tét là biết tự tin rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái này cô Việt Hương với cô Đệ, chú Đệ Nghĩa hai đứa nè, nói cái y chang nè, nhắm mắt lại nghe giống như cô Thanh Kim Huệ. Cái con vừa mới cất lên sốc quá quá rồi cái con nhắm mắt lại cứ quay qua chú Nghĩa, cái hai đứa là Thanh Kim Huệ tự nói trong bụng luôn. Dạ. Hiểu không? Mà con biết không, cô Thanh Kim Huệ là giống như là một biểu tượng á, khi mà mình hát cái gì mà cái giọng hơi gió lên cao mà khó đó là sẽ nghĩ tới cổ, mà con làm được cái điều đó, nhịp chắc, hát tốt, ngọt ngào, còn gì để cãi nữa chứ, giả gạo ra thành nước rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ xin mời chú Đại Nghĩa. Con hát thì vẫn hay, cái giọng con vẫn là như thế. Nhưng mà để gọi là có gì đặc sắc và ấn tượng hơn với chú không? Thì con không ấn tượng với chú như tuần vừa rồi. Lẽ ra càng vào sâu bên trong thì mình phải càng có những cái sự đột phá nhiều hơn nữa. Các bạn khác cũng vậy.
khả năng các bạn thì các cô chú ở đây nhìn thấy rất là rõ, nhưng mà mỗi một tuần các bạn cố gắng làm một cái điều gì đó nó mới hơn, nó hấp dẫn hơn để nhìn thấy wow, Trung Hậu bữa nay nó hay hơn tuần trước, nó khác tuần trước rồi nha. Cảm ơn con. Cảm ơn chú Nghĩa. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Đúng là cái giọng của con nó như là cái chuông vậy đó, nó rất là vang và nó rất là đẹp. Cái tuần này á, con hát chắc chắn hơn. Tuy nhiên là con nhớ giùm cho cô là phải có cái thần khi mình biểu diễn. Tại vì bây giờ không phải là mình có năng khiếu hát không, mình hát ở trong trường, ở trong xóm nữa, mà mình đang bắt đầu dần chuyên nghiệp lên, đi thi những cuộc thi lớn hơn, lên TV, sân khấu lớn ha. Nhớ cho cô là các ca sĩ hơn nhau là ở cái thần, ở cái cách mình biểu diễn trên sân khấu nữa, chứ không phải chỉ là giọng hát không nha con. Dạ. Cô chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô ạ. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Trung Hậu đến từ đội Mang Cổ Sắc.